Xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để cập nhật giá heo hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi của chúng tôi ngày 27 tháng 12 năm 2019. Giá heo hơi ngày 27 tháng 12 ở các tỉnh miền Bắc ổn định ở mức giá cao nhưng không còn tăng mạnh như những ngày trước đó. Theo đó, giá heo hơi tại các địa phương như Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình và Hà Nam đều đang ở mức cao nhất cả nước. Các tỉnh còn lại đều trên 90.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên hầu như ít có sự biến động. Theo đó, giá heo hơi ở các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn ở mức cao và đạt 94-95.000 đồng 1 kg. Các tỉnh có mức giá thấp hơn đó là tỉnh Bình Định, tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh khác ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đều đang dao động mức giá 85-90.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Nam vẫn có xu hướng tăng nhẹ ở một vài tỉnh. Theo đó, giá heo hơi cao nhất ghi nhận vẫn là tỉnh Trà Vinh đã chạm mức 97.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác có mức giá khá cao như Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang và thủ phủ heo Đồng Nai. Cụ thể, giá heo hơi ở tất cả các tỉnh, địa phương trên phạm vi cả nước trong ngày 27 tháng 12 như sau. Thứ nhất đó là đối với thị trường miền Bắc. Đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng, hiện nay giá heo hơi đang dao động mức giá 92-96.000 đồng 1 kg. Cụ thể như sau. Đối với Hà Nội, trong buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng và hiện nay vẫn đang dao động mức giá 93-95.000 đồng 1 kg. Tỉnh Vĩnh Phúc dao động 92-94.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Bắc Ninh dao động mức giá 90-94.000 đồng 1 kg. Hưng Yên là địa phương có xu hướng giảm trong ngày 26 tháng 12 và hiện nay tỉnh Hưng Yên giá phổ biến đang dao động 94-95.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hà Nam vẫn đang dao động 94-95.000 đồng 1 kg. Đối với Nam Định dao động mức giá 94.000 đồng 1 kg. Ninh Bình dao động mức giá 92-94.000 đồng 1 kg. Hải Dương vẫn đang dao động mức giá 94-96.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên đối với tỉnh Hải Dương thì cái mức giá 96 rất là hiếm và hiện nay cái mức giá vẫn đang phổ biến là 94-95 thôi. Tỉnh Hải Phòng có xu hướng giảm nhẹ và hiện nay đang dao động 92-93.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Thái Bình cũng có xu hướng giảm, dao động 93-95.000 đồng 1 kg. Các bạn có thể thấy rằng đối với giá heo hơi ở thị trường miền Bắc đang có xu hướng chững lại và một số tỉnh có xu hướng giảm. Tuy nhiên giá heo hơi ở khu vực này vẫn đang trên 90.000 đồng 1 kg ở hầu hết tất cả các tỉnh. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên và Hòa Bình, hiện nay vẫn đang dao động mức giá 88-94.000 đồng 1 kg. Cụ thể như Sơn La đang dao động mức giá 91-94.000 đồng 1 kg và không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Hòa Bình cũng đang dao động mức giá 91-94.000 đồng 1 kg. Đối với Điện Biên dao động mức giá 88-91.000 đồng 1 kg. Lai Châu dao động mức giá 86-90.000 đồng 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc ghi nhận có Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang đều có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể như Thái Nguyên hiện nay vẫn đang dao động mức giá 92-94.000 đồng 1 kg. Phú Thọ dao động mức giá 91-93.000 đồng 1 kg và cũng có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Lào Cai dao động 90-92.000 đồng 1 kg. Tỉnh Yên Bái dao động 90-92.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hà Giang có mức giá khá cao hiện nay và dao động mức giá 92-95.000 đồng 1 kg. Cao Bằng dao động 93-95.000 đồng 1 kg. Tỉnh Bắc Cạn 91-94.000 đồng 1 kg. Và cũng theo ghi nhận từ một số thương lái cũng như các hộ chăn nuôi báo giá thì ở tỉnh Bắc Cạn đang dao động 91-94.000 đồng 1 kg. Tỉnh Tuyên Quang dao động 93-96.000 đồng 1 kg. Quảng Ninh 92-95.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Lạng Sơn hiện nay vẫn đang dao động mức giá 92-95.000 đồng 1 kg và Bắc Giang dao động 92-94.000 đồng 1 kg. Đối với giá heo ở thị trường miền Bắc, theo dự báo là trong thời gian tới sẽ tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên, ít có sự biến động. Theo ghi nhận thì chỉ có 2 tỉnh có xu hướng giảm nhẹ, đó là tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bình Thuận. Còn các tỉnh khác hầu như vẫn giữ mức giá ổn định như ngày 26 tháng 12.
Cụ thể như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang là tỉnh có mức giá cao. Ví dụ như Thanh Hóa đang dao động 93 đến 95 nghìn đồng một kg. Nghệ An dao động 92 đến 94 nghìn đồng một kg, trong khi đó thì Hà Tĩnh dao động 91 đến 93 nghìn đồng một kg. Tỉnh Quảng Bình có xu hướng giảm, hiện nay vẫn đang dao động mức giá 85 đến 88 nghìn đồng một kg. Quảng Trị dao động 84 đến 86 nghìn đồng một kg và Thừa Thiên Huế dao động 84 đến 88 nghìn đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Trung Bộ ghi nhận Bình Định có mức giá khá cao, dao động mức giá đó là 91 đến 94 nghìn đồng một kg. Các tỉnh khác như Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang dao động 89 đến 91 nghìn đồng một kg. Phú Yên và Khánh Hòa là tỉnh có mức giá khá thấp ở khu vực này và hiện nay hai tỉnh này dao động mức giá 85 đến 89 nghìn đồng một kg. Ninh Thuận dao động 90 đến 92 nghìn đồng một kg. Và cũng theo ghi nhận ở tỉnh Bình Thuận có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua và hiện nay tỉnh Bình Thuận dao động mức giá 85 đến 89 nghìn đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn đang giữ mức giá khá cao, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Các tỉnh có mức giá thấp như là tỉnh Gia Lai, cụ thể như Gia Lai, heo sấu thì đang được bán với mức giá phổ biến đó là 86 đến 88 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên đối với heo đẹp thì có thể bán được mức giá 90 nghìn đồng một kg đối với tỉnh Gia Lai. Tỉnh Kon Tum dao động 90 đến 92 nghìn đồng một kg, Đắk Lắk dao động 91 đến 93 nghìn đồng một kg, Đắk Nông dao động 90 đến 93 nghìn đồng một kg và tỉnh Lâm Đồng dao động mức giá 92 đến 94 nghìn đồng một kg. Như vậy là giá heo hơi ở khu vực Tây Nguyên thì vẫn không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, thủ phủ heo Đồng Nai thì vẫn đang dao động mức giá đó là 93 đến 95 nghìn đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh dao động 90 đến 94 nghìn đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với một số tỉnh như Bình Dương dao động 90 đến 92 nghìn đồng một kg, Tây Ninh 91 đến 93 nghìn đồng một kg, Bình Phước dao động 90 đến 92 nghìn đồng một kg và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dao động mức giá 91 đến 94 nghìn đồng một kg. Như vậy đối với giá heo hơi ở khu vực Đông Nam Bộ hiện nay vẫn đang dao động mức giá phổ biến đó là 90 đến 95 nghìn đồng một kg. Trong khi đó thì tỉnh Đồng Nai là tỉnh có mức giá cao nhất và có thể bán được với mức giá 95 nghìn đồng một kg. Tiếp theo đó là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ. Khu vực Tây Nam Bộ vẫn đang có xu hướng tăng ở một vài tỉnh. Xu hướng tăng này nó không còn mạnh như là những đợt tăng giá trước nữa. Cụ thể như một số tỉnh có mức giá cao như là tỉnh Bến Tre, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh là những tỉnh mà đều đạt trên 95.000 đồng một kg. Và đối với các tỉnh ở phía Nam này hầu hết là đều ở ngưỡng 90.000 đồng trở lên. Cụ thể như sau, đối với Cà Mau dao động 91 đến 93.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và tỉnh Kiên Giang hiện nay dao động mức giá 93 đến 95.000 đồng một kg. Và cũng theo báo giá ở tỉnh Kiên Giang ấy, một số huyện có mức giá cao như huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành có mức giá là 94 đến 95.000 đồng một kg. Các chợ đầu mối ở thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang hiện nay đang nhập về với mức giá 93.000 đồng một kg. Đối với tỉnh Sóc Trăng dao động 92 đến 96.000 đồng một kg, mức giá khá là cao và heo đẹp có thể bán được mức giá 95 đến 96.000 đồng một kg ở tỉnh Sóc Trăng. Trà Vinh có mức giá cao nhất 97.000 đồng một kg, tuy nhiên heo sấu với trọng lượng nhỏ thì đang bán được với mức giá phổ biến là 94 đến 95.000 đồng một kg. Tiền Giang dao động 93 đến 96.000 đồng một kg. Và cũng theo ghi nhận ở tỉnh Hậu Giang hiện nay các thương lái vẫn đang thu mua với mức giá phổ biến đó là 91 đến 94.000 đồng một kg. Và Bến Tre cũng là tỉnh có mức giá cao ở khu vực Tây Nam Bộ này. Và Bến Tre hiện nay dao động 94 đến 97.000 đồng một kg và cũng không có sự thay đổi trong mấy ngày gần đây đối với tỉnh Bến Tre. Tỉnh Cần Thơ dao động 93 đến 95.000 đồng một kg. Tỉnh Vĩnh Long cũng đang dao động mức giá 93 đến 95.000 đồng một kg, trong khi đó thì Đồng Tháp có mức giá thấp hơn một chút, dao động 92 đến 95.000 đồng một kg. Đối với tỉnh Đồng Tháp thì cũng không có sự thay đổi về giá so với ngày 26 tháng 12. Tỉnh An Giang dao động 90 đến 93.000 đồng một kg.
À, và cũng theo ghi nhận đối với tỉnh Bạc Liêu hiện nay đang dao động mức giá 90 đến 93 nghìn đồng 1 kg. À, và đối với tỉnh Long An dao động mức giá 93 đến 95 nghìn đồng 1 kg. À, như vậy là giá heo hơi ở khu vực Tây, các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay vẫn đang dao động mức giá phổ biến đó là 90 đến 97 nghìn đồng 1 kg. À, đặc biệt là Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng là những tỉnh mà có mức giá cao nhất ở khu vực này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn bản giá heo hơi hàng ngày, rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý anh chị và các bạn. Hãy ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi giá hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những đợt báo giá tiếp theo.